Đi Vinh nó vậy, sáng ngày 26 tháng 7 2017. Hẹn gặp lại quý vị ở Vinh nha. Thank you, see you. Hải Cao Minh vừa xuống sân bay Vinh, Nghệ An quý vị, sáng ngày 26 tháng 7, 2017. Đang đi vào cảng hàng không quốc tế Vinh. Đây đi nữa quý vị, đi ra Vietjet á. Đây là ra đến sân bay Vinh, Nghệ An, cách Hà Nội 300 cây số vậy. Wow, sân bay Vinh cũng lớn rồi ha. Đây thông tin du lịch nè. Đây là bên ngoài ta đang đón người thân ở cổng ra đó. Rồi, khu vực lấy hành lý. Vâng, Hải của mình đã có mặt tại sân bay quốc tế Vinh, Nghệ An ấy. Rồi đang chờ lấy hành lý kìa. Rồi, đây là bên ngoài sân bay Vinh nè quý vị. Đầu khách bước ra lên hành lý và tiếp tục hành trình đi Lào. Từ đây lên cửa khẩu Nậm Cắn biên giới Lào 140 cây số. Sau đó sẽ đi thủ phủ Siêng Khoảng, cánh đồng chum nổi tiếng du lịch Lào ấy vậy, miền Trung nước Lào. Ok, Hải Cao Minh đã có mặt tại sân bay quốc tế Vinh, Nghệ An, cách thủ đô Hà Nội 300 cây số về phía bắc cái gì. Ok, đây là xe của đoàn đi cái gì. Thank you, see you. Chúng là mình cứ đi thưởng thức từ từ đi, không sao đâu. Dạ. 5-6 giờ chiều tới bên Siêng Khoảng được rồi. Dạ. Chắc là đoàn vừa rồi Sơn có đưa đi ông bên thành phố ra cũng 6 anh đó. Dạ không, đoàn vừa rồi em cũng đưa đi. 23. Đây là anh Sơn bác tài xế. Đó, hôm ba. Ngày. Chắc xe khác. Dạ, không, đoàn nữa, xe khác đó là em đi của đoàn Sài Gòn Tourist của bác sĩ ngoài Hải Dương. Dạ mà đi hồi giờ thành phố Huế. Đi ra ngoài sân bay của Sài Gòn. Quốc lộ 1 và A nó diễn hướng ra ngoài Bắc mà. À,
ảnh hưởng của cơn bão số 4, trời vẫn còn mưa. Quốc lộ 7A này là đi bên bờ Hủ Ngạn dòng sông Lam hướng về thượng nguồn ở bên Lào, thì thấy núi Đá Vòi. Xin kính chào quý vị. Hải Công Minh đang có mặt trên đỉnh đèo Kỳ Sơn, quốc lộ 7 đi từ Nghệ An lên cửa khẩu Nậm Cắn, biên giới với Lào. Độ cao đây khoảng 600m so với mực nước biển quý vị. Chỉ còn 10 cây số nữa là đến cửa khẩu biên giới Nậm Cắn với Lào. Đây có con bò ta treo lục lạc đó, vì thấy đi len keng á. Ở đây mình mới hiểu sao con bò treo lục lạc đi chủ nó dễ tìm. Còn đang nghĩ dễ lao chụp hình nữa gì, và nhìn phía dưới là cái thung lũng Kỳ Sơn, huyện Tây Bắc giáp biên giới với Lào của tỉnh Nghệ An. Nếu quý vị nhìn trên bản đồ hình chữ S Việt Nam, cái phần mà trên Nghệ An nó nhô ra một đoạn á, thì đây là cái đoạn nó nhô nè, và cái dãy núi trùng điệp kia đây là thuộc vườn quốc gia Pù Mát. Một bên Trường Sơn Đông là phía Việt Nam, phía Lào là gì, dãy núi này cao 1.500m so với mực nước biển á. Bây giờ mây đang giăng phủ, tức là trên đó đang có mưa gì. Vâng, chỉ còn ít phút nữa tôi tạm biệt Việt Nam để qua tỉnh Siêng Khoảng, miền Đông Bắc của nước Lào, trong chuyến công tác 7 ngày. Và đây quý vị thấy có cái trái cây rừng. Thì kinh nghiệm đi rừng là mình thấy trái cây nào mà chim chóc ăn á thì mình mới được ăn. Còn trái cây này mà chim không dám ăn á thì mình cũng đừng có dám ăn, vì có thể nó là trái độc. Ok, Hải Công Minh đã có mặt ở vùng biên giới Việt Nam với Lào trưa ngày 26 tháng 7 2017. Ok, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo nha. Khí hậu bây giờ khoảng 28 độ C quý vị. Tuyệt vời. Đây là thị trấn Mường Xén, trung tâm của huyện Kỳ Sơn, huyện biên giới phía tây bắc của tỉnh Nghệ An, còn cách cửa khẩu Nậm Cắn 20 cây số. Đang đi theo quốc lộ 7A. Đây là trưa ngày 26 tháng 7 2017. Đây là thị trấn miền núi giáp